Rồi, hello hello, xin chào anh em nha. Xin chào anh em trở lại với kênh Hàng Nhật Bãi nha. Mang hàng về nha anh em. Hàng về ha. Tiếp tục quá ai. À, qua nay về ngọt luôn nha anh em. À, anh em mua món gì cứ liên hệ em qua số điện thoại của chị với phần tiêu đây hoặc là Zalo ha. Đây có con này đẹp nha. Cái vô lửa trắng tư anh em. Đó. Hồng hay không? Hồng. Xả hai bên luôn. Móc 40 ra 40 25 ha. Dây nhợi rồi, dây đục tùm lum chứ. 2 triệu dữ. Đây. Gỡ 90. Có con này VIP anh em. Đẹp mà VIP gãy cái khung. Sẽ để cái khung lại cho anh em ha. Đây sơn zin đồ đầy đủ hết. Kubota. Yeah. Kubota 4x2 đầy cò. Xăng trắng nè. Nay quay giao lưu cho anh em một số hàng bãi giới gì nha. Gwin. Bình thưa các loại ha, M82 nè. Không đánh kìa. À. 130. Đẹp à. Con người đẹp à. Chim mốt. Chim mốt nha. Đó không, 5 con. Cái. Đây. 130. Đẹp. Đẹp. Chín mốt rồi nè. Được các loại rồi nè. Tàu máy nổ. Thì anh em mua món gì liên hệ em qua Zalo.